Hello các bạn, chào các bạn đến với channel Tiền Thực Toán. Mình là Hoàng Thế Đức. Hôm nay Đức sẽ làm một chủ đề nói về tầm ảnh hưởng của phân tích on-chain. Thì nó có quan trọng trong việc đầu tư không? Thì cũng như thường lệ, nếu mọi người nhận được giá trị video thì mọi người hãy like, subscribe cho kênh để kênh được tiếp tục phát triển trong tương lai. Hôm nay là ngày 10 tháng 1, 2023. Thị trường là đang có một cú hồi rất là mạnh. Như mọi người thấy là BTC hiện tại đang giao dịch ở ngưỡng là 17.280 đô ha. Ethereum là 1.331 đô. Vốn hóa thị trường thì nói chung là thị trường tâm lý khúc này đang rất là hào hứng khi mà BTC, Bitcoin và các đồng anh coi nó tăng lần lượt. Mọi người thấy hôm qua Aptos tăng mấy chục phần trăm đúng không ạ? Rồi, Đức sẽ nói về on-chain một xíu mọi người ha. On-chain ở đây nè. Hôm nay Đức sẽ không phân tích chuyên sâu vào on-chain từng cái chi tiết, mà Đức sẽ hướng dẫn mọi người là thứ nhất là tại sao chúng ta cần phân tích on-chain và những cái nơi mà chúng ta quan tâm phân tích on-chain đúng không ạ? Tại sao cần phân tích on-chain thì nó đơn giản thôi người ha, để mọi người có thể theo dõi được dòng di chuyển của những cái lượng tiền lớn nó lên sàn, nạp lên rút về đúng không ạ? Và cái dòng tiền từ các quỹ đổ vào chúng ta có thể trách được. Cái nữa là theo dõi sự di chuyển dòng tiền giữa các hệ sinh thái, hay chúng ta theo dõi cái cross-chain bridge á. Ở đây là cross-chain bridge mới là đúng nè, là cái cầu nối á. Rồi on-chain này theo dõi các dự án group of stack thì rất là thích hợp. Thí dụ chúng ta thấy người chủ coi đang làm gì nè, họ nắm bao nhiêu phần trăm, họ đang làm gì nè, cộng cái việc phân tích on-chain này á, chúng ta sẽ biết được vị thế của những cái người đang chơi trong cái ván bài đó. Và phân tích on-chain này mà kết hợp với tokenomics nữa thì nó rất là chuẩn, cực chuẩn mọi người ha. Cái này là cực quan trọng luôn nè. Và đây Đức sẽ cho mọi người thấy một cái hình minh họa để mọi người thấy ha. Ở đây là mọi người phải cố gắng hoàn thiện ba cái kỹ năng này ha. Technology nè, business và finance đó, mà ba kỹ năng đang xem chúng ta sẽ có cái vùng giao thoa, là cái đó là sự thành công của chúng ta nhất. Rồi. Ở đây mọi người thấy không? Cái dịch chuyển dòng chảy á, cái dòng chảy tiền á từ fiat đúng không ạ? Từ đô la, từ Việt Nam đồng thì sẽ chảy vào Bitcoin. Thì sẽ thường là thông qua Bitcoin. Và từ Bitcoin á, nó sẽ chảy qua CoinTop, xong rồi Midcap, xong rồi Lowcap, xong rồi quay lại Bitcoin, xong rồi chốt lại fiat. Nó là một vòng quay ha, vòng quay tiền. Chúng ta có thể tham khảo cái này ạ. Rồi, ở đây là tại sao cần thiết on-chain mọi người ha. Rồi. Ở đây á, là các cái web phân tích on-chain bao gồm, mọi người cũng không cần phải mua đâu, nó đều là miễn phí hết. Thứ nhất mọi người hãy quan tâm đến Glassnode. Thằng này chuyên về BTC ha, chuyên về BTC. Đây là cái cánh cổng giúp cho bạn dữ liệu on-chain từ 2017 nè. Nó dùng cái trí tuệ AI đưa cái data size để phân tích blockchain. Và cái trang thứ hai chúng ta nên thêm là cái trang theblock.co ha. Và trang tiếp theo là intotheblock.com. Còn chúng ta muốn phân tích những cái dự án mà hợp đồng thông minh chạy trên ETH thì chúng ta nên dùng cái trang Dune ha, Dune.com. Và trang thứ năm là trang CryptoQuant. Còn nâng cao chúng ta có thể dùng hai cái trang này. Nếu bạn là một người founder hoặc là một cái bạn những người có sức ảnh hưởng, bạn nên viết cho mình những cái tool on-chain riêng hoặc những cái post on-chain riêng ha, thì nó sẽ phục vụ cho bạn rất là nhiều công việc trong tương lai. Đó là một cái Đức muốn gửi như vậy thôi. Rồi, đó là đương nhiên các bạn muốn như thế nào đó thôi. Ở đây mọi người ha, như mọi người thấy nè, mọi người có thể vào đây tìm cái dữ liệu đọc để biết thêm những cái chi tiết sau. Mọi người đánh vào cái phần on-chain thì sẽ có hai bài viết phân tích dữ liệu on-chain Bitcoin và cái là hướng dẫn sử dụng công cụ CryptoQuant và Glassnode. Mọi người có thể xem ha. Cái này nó cũng không cần phải đi học đâu. Mọi người tốn tiền đi học cái này làm gì? Theo mình cái này mọi người học có khoảng một tuần tự học là xong, mọi người đã rất là giỏi rồi. Ở đây giỏi là mình nói như thế nào, mọi người có thể theo dõi được dòng tiền và phù hợp với cách đầu tư của mình. Cách đầu tư của bản thân Đức ha, thì Đức sẽ đầu tư khung dài hạn, thì đương nhiên mình chỉ đi xa và mình nắm giữ thôi. Đến cái target thì mình bán ra, chứ mình không có trade hàng ngày hàng giờ ha. Chúng ta không, Đức không có trade hơn thua với market. Hàng ngày hàng giờ nó rất là mệt, tại mình còn rất là nhiều công việc khác nữa. Mình chỉ tập trung là tìm những dự án nó chuẩn mà mua và hold. Trong thời gian hold những cái đồng coin đó, nếu là đồng coin rút vào vượt thì chúng ta không có cách nào khác. Nếu mà rút vào stake, chúng ta có thể stake để gia tăng số lượng để nhận bài toán lãi kép, và cũng có thể là bài toán lỗ kép nếu giá thị trường nó đi ngược lại xu hướng ta dự đoán ha. Rồi. Ở đây á thì mọi người có thể đọc bài viết này nè để chúng ta biết rất là nhiều cái cụ thể khá là hay.
Đó, mình có nói về các cái dữ liệu đó ha. Và ở đây nè, đây Đức sẽ lướt qua cho mọi người thôi ha. Ví dụ như CryptoQuant á, CryptoQuant thì nó có những cái chỉ báo nào. Thứ nhất là mọi người có thể quan tâm là exchange floor nè. Những cái chỉ báo này á thì vào buổi chân tiết Đức sẽ phân tích cho mọi người luôn, để mọi người sẽ có ví dụ nó rõ ràng luôn ha. Và đây hai ba chỉ báo, năm chỉ báo này là nó rất là chuẩn rồi, cũng chả cần phải quan tâm nhiều chỉ báo lắm mọi người. Mọi người chỉ biết được cái mấu chốt đó, Đức mới chia sẻ cái kinh nghiệm á, là chúng ta sẽ thấy được cái dịch chuyển dòng tiền trong cái hệ sinh thái này ha. Thì nó đi theo cái quy luật này nè, cái vòng quay này nè, thì chúng ta sẽ có cơ hội kiếm được tiền thôi. Chúng ta biết cái quỹ đang làm gì và nó chuẩn bị làm gì và sẽ làm gì. Ở đây mình sẽ ví dụ cái hình ha, đợi một xíu. À, chúng ta sẽ biết các quỹ họ đang cầm những cái token ở giá nào chúng ta sẽ biết được, và chúng ta sẽ dự đoán được họ sẽ xả như thế nào để chúng ta đưa ra cái quyết định đầu tư đúng đắn nhất mọi người ha. Mọi người học cái Class Note nè, và cái CryptoQuant này thì thật ra mọi người cố gắng ha, khoảng 7 ngày mình lên mình đọc thôi. Và đây cũng có bài hướng dẫn rồi, bài hướng dẫn cho mọi người là cái bài này nè, hướng dẫn mọi người sử dụng CryptoQuant Class Note. Mọi người xem một buổi xong mọi người đã thực hành đi thực hành lại, mọi người sẽ rất là giỏi, mọi người sẽ kiếm được tiền ha. Đây đó là những đức những cái những nào Đức muốn đúc kết cho mọi người nó nhanh gọn lẹ nhất thôi mọi người ha. Và đây đương nhiên mà khi vào chi tiết thì buổi sau Đức sẽ chia sẻ mọi người luôn, ví dụ như hệ số sức mua thị trường là SSR các cái kiểu nè, thì đây nó sẽ là chuyên sâu vào, thì mọi người tham khảo này hoặc mọi người lên Class Note đọc cũng được. Nó rất là đơn giản, là không có gì khó khăn mọi người ha. Kiến thức á, là sao, là trên internet miễn phí, là trên Google miễn phí, là trên YouTube miễn phí. Cái của chúng ta là hành động action, không cần phải học. Những cái này mình nghĩ là mọi người có thể tự học được rất là dễ, và mọi người có thể cùng follow cùng học với mình luôn ở trong cái nhóm tiền thực toán, và cùng trao đổi. Mình rất là thích kết rất là nhiều bạn bè và cùng nhau học hỏi để giúp nhau tiến bộ hơn, để tìm ra những dạng chất lượng hơn hầu và đạt được sự tự do. Thì cái quan điểm của Đức á, trong đầu tư á, tiền kỹ thuật số hoặc cái đầu tư thị trường nào nó cũng đơn giản lắm, mình phải bình tĩnh và mình phải điềm đạm, có nghĩa là mình mua và tìm hiểu dự án thật kỹ, và mình giữ đến cái target thì mình bán ra, thì nó sẽ đạt cái lợi nhuận tối ưu cho mọi người. Còn việc mọi người trade rồi mọi người margin future thì thực ra nó vẫn là một kênh kiếm tiền nếu bạn thực sự giỏi, còn bạn không giỏi thì bạn lấn sân vào thường là bạn sẽ mất rất là nhiều tiền. Như Đức có thể ví dụ cho mọi người thấy bản chất mọi người có thể làm sai sửa đi sửa lại, nhưng khi mọi người đạt lên cái độ tuổi mà khoảng 40 mà không được sai ở đâu, và nếu mà chúng ta đang trẻ mười mấy tuổi chúng ta có thể sai, cứ thử đi tìm các phương pháp phù hợp với mọi người, phương pháp đối với mình phù hợp nhất là mình hold và stake để kiếm lợi nhuận, và mình thường là đi theo trường phái đó. Thì hy vọng là cái buổi chia sẻ ngắn này giúp cho mọi người sẽ khái quát hơn được cái tầm quan trọng của phân tích on-chain mọi người ha. Rồi, Đức cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối thật là tuyệt vời. Bye bye mọi người.